cho những ai chưa biết thì Việt Nam mình dạo qua đây cực kỳ nổi tiếng luôn. Còn nổi tiếng như thế nào thì mình cho các bạn biết ngay sau đây. Siêu thị Hàn Quốc bất ngờ để bảng tiếng Việt, chàng trai đến xem mới biết nguyên nhân đáng buồn. Theo đó, trong một lần tình cờ đi vào siêu thị gần nhà, chàng trai người Việt vô tình thoáng nhìn thấy một tờ giấy ghi chú bằng tiếng Hàn và kèm theo là dòng chữ tiếng Việt thật to, không bấm. Như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành riêng cho các vị thượng đế người Việt Nam có thói quen sờ nắng ấn bấm khi lựa chọn trái cây trong siêu thị. Hôm nay mình có đi một siêu thị ở ngay cạnh nhà mình, tại vì nhà mình đang hết đồ ăn và hoa quả. Tiện đường đi làm về mình đã rẽ qua siêu thị và mua một số đồ. Khi bước đến quầy hoa quả, mình không thể ngờ được là có chữ tiếng Việt ghi ở đây luôn. Không bấm. Hôm qua mình ra thì còn thấy họ ghi là không chạm vào. Còn đây là kết quả của mỗi người đi qua bấm một cái. Mọi người có nhìn thấy quả đào đang chuẩn bị chuyển sang thối không? Thường thì người Hàn Quốc họ đi mua hoa quả sẽ không bấm hoặc ấn. Dẫu biết rằng khi đi mua sắm ai cũng muốn chọn lựa những mặt hàng trong đó có trái cây hoa quả vừa lòng đẹp ý của mình, nhưng hành động cảm tính theo thói quen sẽ gây tổn thất không nhỏ cho các cửa hàng và cũng vô tình để lại ấn tượng không tốt trong mắt bạn bè quốc tế. Nhất là khi những lời nhắc nhở được ghi trên bảng không dành cho tất cả mọi người, mà chỉ dành riêng cho người Việt Nam. Dưới phần bình luận, nhiều người cũng thể hiện sự ngượng ngùng và chán nản của mình trước những thói quen không tốt của cộng đồng người Việt đang sinh sống tại nước ngoài. Một số bình luận được mọi người để lại: ở Hàn với Nhật thì người Việt Nam mình quá nổi tiếng luôn, mà mình chỉ có tiếng xấu là nhiều, toàn người đi trước làm khổ người đi sau. Cũng gọi là có danh có tiếng nhưng mà là tai tiếng chứ không phải là nổi tiếng. Tôi cũng đi nhiều nước, có cả vụ đi vệ sinh ra thấy ghi bảng nhớ dội cầu bằng tiếng bản địa và mỗi tiếng Việt. Nhiều lúc người ta hỏi không dám nhận là người Việt luôn mặc dù yêu nước lắm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.